Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo dự báo mới nhất, khi đi qua quần đảo Hoàng Sa đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, sau ngày 26 tháng 10, báo Chami có khả năng di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng. Khả năng báo Chami đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng. Nhận định về cơn bão Trà Mi có hướng di chuyển khá bất thường trên Biển Đông, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão Trà Mi hay cơn bão số 6 có thể đổi hướng bất thường do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ở vùng biển phía đông Philippines. Nhận định về khả năng bão Trà thay đổi hướng bất thường trên Biển Đông, ông Hưởng cho biết thêm, trong những ngày tới, do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines đang là áp thấp nhiệt đới, nên hướng di chuyển của bão số 6 sẽ còn có sự thay đổi bất thường. Ông Hưởng cho biết, khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ sau ngày 26 tháng 10, Bão số 6 có khả năng di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng. Khả năng báo trà mi đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng và cần phải theo dõi tiếp. Theo ông Hưởng, trước mắt trong hai ngày tới, cần lưu ý các mối nguy hiểm về gió mạnh sóng lớn trên biển, bao gồm ở khu vực phía bắc, giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa từ ngày hôm nay trở đi, sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, sau đó sẽ tăng mạnh theo quá trình tăng cấp của bão. Ngay cả khu vực phía nam của Biển Đông cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6 gây ra tình trạng biển động. Những tác động về gió mạnh đối với khu vực biển ven bờ cần theo dõi thêm trong bản tin tiếp theo. Và dạng sáng ngày 25 tháng 10, bão Trà My ở vào khoảng 17 độ phía Bắc, 119 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp 9, cấp 10 từ 75 đến 102 km h giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 48 giờ ngày 25 và 26 tháng 10, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ trung bình 15 km/h và có xu hướng mạnh dần lên. Khi di chuyển tới khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có khả năng đạt mạnh nhất cấp 12 từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15 từ 167 đến 183 km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, báo di chuyển chậm lại, có khả năng đổi hướng đông nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, sau có khả năng đổi hướng đông, cường độ suy yếu dần. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi vì sao cơn bão Trà My, bão số 6 được chọn đặt theo tên Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, theo tổ chức khí tượng thế giới WMO, các cơn bão nhiệt đới được đặt tên theo quy tắc ở từng khu vực. Từ năm 1950, các cơn bão ở Đại Tây Dương và Nam Bán Cầu, Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương được đặt tên nhưng không theo quy tắc cụ thể. Đến năm 1953, các cơn bão nhiệt đới sẽ được đặt tên theo tên nữ giới, sắp xếp theo bảng chữ cái. Đến năm 1978, tên nam giới được bổ sung vào danh sách và xen kẽ với tên nữ giới. Ví dụ nếu cơn bão đầu tiên trong năm bắt đầu bằng chữ A, Annie, cơn bão tiếp theo sẽ bắt đầu bằng chữ B, Bernard. Riêng khu vực Đại Tây Dương, WMO sử dụng danh sách gồm 21 tên để đặt cho các cơn bão. Tổng cộng 6 danh sách sẽ được sử dụng luân phiên qua các năm. Theo đó, danh sách tên bão năm 2019 sẽ được sử dụng lại vào năm 2025. Điểm đặc biệt là tên các cơn bão không bắt đầu bằng chữ cái Q, U, X, Y hoặc Z. Các quốc gia ở Bắc Ấn Độ Dương bắt đầu sử dụng hệ thống mới để đặt tên cho các cơn bão nhiệt đới từ năm 2020. Những cơn bão được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo từng quốc gia và được đặt bằng những cái tên trung tính. Với khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, trong đó có các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam. Phần lớn cơn bão được đặt tên theo tên địa danh, động vật hoặc thực vật. Mỗi quốc gia được đặt 10 tên bão, chia thành 5 danh sách và sẽ xoay vòng theo năm. Cũng theo ông Đặng Đình Quân, phòng dự báo số và viễn thám, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trích thông tin từ cục khí tượng Nhật Bản GMA là một trong 6 trung tâm khí tượng chuyên ngành khu vực thuộc tổ chức khí tượng thế giới. Trung tâm này là cơ quan chịu trách nhiệm dự báo, cảnh báo và đặt tên các cơn bão nhiệt đới hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông. Tên các cơn bão do các nước đưa lên và được thông qua, cũng như ý nghĩa của chúng có tại website gma.go.gp. Những tên này được sử dụng tuần tự. Ví dụ nếu cơn bão nhiệt đới cuối cùng trong năm là Demray, cơn bão nhiệt đới đầu tiên của năm sau sẽ là Hai Cui. Ngoài tên, mỗi cơn bão sẽ được gắn một mã số ID cụ thể. Với khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, các mã số của cơn bão bắt đầu bằng hai số cuối của năm. Ví dụ năm 2024 thì tiền tố mã số là 24 và kết thúc bằng số thứ tự cơn bão đó xuất hiện trên khu vực. Ví dụ cơn bão Chami có mã số là 2420, tức là năm xuất hiện là 2024 và cơn bão thứ 20 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tên quốc tế là Chami hay tiếng Việt là Chami. Việc đặt tên cho các cơn bão đã bắt đầu từ lâu nhằm giúp xác định nhanh các cơn bão trong những thông báo cảnh báo. Những cái tên sẽ giúp người dân dễ nhớ hơn so với các con số và thuật ngữ kỹ thuật. Đồng thời, việc đặt tên sẽ giúp các phương tiện truyền thông đưa tin về các cơn bão dễ dàng hơn, giúp người dân để ý các cảnh báo từ đó tăng cường đối phó khi bão ập đến. Đặc biệt, tên của những cơn bão có thể bị loại bỏ nếu cơn bão đó gây thiệt hại nặng nề về người và của thông thường trong các cuộc họp thường niên của wmo những cái tên phạm phải điều này sẽ được loại bỏ ví dụ hàn quốc từng đề nghị loại bỏ tên bão sao mai việt nam đề cử ra khỏi danh sách tên báo vì cơn bão mang tên này đã gây hậu quả nghiêm trọng cho hàn quốc việt nam cũng đã đề nghị bỏ tên bão chan chu do so hàn quốc đặt vì đã gây hậu quả nghiêm trọng cho việt nam với khu vực biển đông trong đó có việt nam các quốc gia đều tuân theo quy tắc đặt tên quốc tế do wmo quy định tuy nhiên mỗi quốc gia lại có tên gọi riêng của mình như ở Việt Nam, bão được đặt tên theo số thứ tự cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông từ kinh tuyến 120 trở vào. Tuy nhiên, theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và khí quyển Philippines Pagasa, nước này sẽ sử dụng danh sách tên bão riêng của họ, gồm 25 tên để đặt cho một xoáy thuận nhiệt đới khi nó đi vào khu vực theo dõi của họ, hay còn gọi là Philippines Area of Responsibility. PAR. Ví dụ cơn bão Chami hiện tại Philippines gọi là Christine, Ông Quyết cho biết tên bão được đặt và chọn theo thứ tự lần lượt, do vậy khi tên đó đến lượt và có bão xuất hiện thì tên sẽ được gán cho chúng. Hàng năm trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có khoảng 20 đến 23 cơn bão, ngoại trừ năm 2023 có 17 cơn, hay năm 2019 có 29 cơn bão, năm 2013 có 31 cơn bão. Số lượng bão thay đổi tùy thuộc vào khí hậu các năm, như năm đó thịnh hành là El Nino hoặc La Nina, cũng như các yếu tố thuận lợi để hình thành bão trên biển. Với số lượng báo nhiều như vậy, xác suất tên báo tiếng Việt xuất hiện cũng không nhỏ. Ông Quyết nói thêm các quốc gia trong đó có Việt Nam phải đóng góp 10 tên báo theo quy định. Tuy nhiên các quốc gia cũng có thể đề xuất loại bỏ tên đó khi cơn báo có tên ấy gây thiệt hại lớn đến quốc gia đó. Các quốc gia đặt tên cho cơn bão bị yêu cầu đổi, phải gửi tới Ủy ban bão 3 tên cơn bão mới để Ủy ban bão xem xét lựa chọn theo quy định. Chưa có thống kê nào nêu về việc có bao nhiêu cơn bão mang tên tiếng Việt mạnh nhất đã đi vào biển Đông và gây ảnh hưởng đến nước ta. Từ năm 2015 đến năm 2023 có khoảng 7 cơn bão mang tên tiếng Việt tồn tại và đi vào khu vực biển Đông, như Vàm Cỏ báo số 3 năm 2015, Sơn Ca báo số 4 năm 2017, Sơn Tinh báo số 3 năm 2018, Vàm Cỏ bão số 13 năm 2020, Côn Sơn báo số 5 năm 2021. Sơn ca báo số 5 năm 2022 hay Sao La báo số 3 năm 2023. Trong đó cơn bão số 13 vào năm 2020, tên quốc tế là Vamco, khi đi vào Biển Đông với cường độ mạnh cấp 12 giật cấp 15 là một trong những cơn bão mạnh với tên tiếng Việt. Cơn bão My đang tiến vào Biển Đông thì vì sao lại có tên đó? Ông Quyết nói rằng tên của cơn bão được đặt và chọn theo thứ tự lần lượt. Do vậy, khi tên đó đến lượt và có bão xuất hiện, thì tên sẽ được gắn cho chúng. Như cơn bão lần này thì tên Chami đến lượt và được gắn cho cơn bão hiện tại. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Thông tin mới nhất liên quan đến cơn bão Chami này sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!